Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tới với video nhận định thị trường cuối ngày của em Phú ITP. Mọi người tới với video này nhớ để lại cho em những lượt like và lượt subscribe kênh, và nhớ comment những cổ phiếu nào đang thắc mắc ở dưới phần bình luận thì em sẽ giải đáp cho tất cả mọi người sau cái video này. Và anh chị chưa có người đồng hành thì có thể quét mã QR code ở trên màn hình nhé, có thể về với đội của em, chúng ta đồng hành cùng với nhau trong cái khoảng thời gian này. Có thể là index nó sắp tới nó điều chỉnh như thế nào đấy thì chúng ta có thể follow theo và hành động, và như thế nào thì anh chị em có thể nhớ nha, và có thể mở tài khoản SSI theo ID của em là Y610018 để về để sinh hoạt cùng với team của em ha. Và hôm nay em xin điểm nhanh qua về thị trường kết thúc phiên giao dịch đầu tuần. Thì kết thúc phiên index của mình đóng ở 1280.02, giảm 5,3 điểm. VN30 thì giảm 2,55 điểm, tương đương 0.19%. Về tổng số lượng cổ phiếu giảm thì gần gấp đôi cổ phiếu tăng ha. Thì nổi bật trong chiều giảm thì có TDC giảm sàn ha. Thì TDC giảm sàn, và PNG giảm 5,79%, PVD, HVN. HVN cũng quay qua giảm 3,4%, còn LC ha, TN ha, TNH đó. Thì chiều tăng thì có mấy cổ phiếu như HCM, chút nữa chúng ta có nói luôn ở trong video này về nhận định HCM. Hỏi nhà Vin thì có Vinhome, VRE và VIX. Ngoài ra chứng khoán có VND tăng nhẹ, SSI tăng nhẹ, Phát Đạt, VCI, VRE. Tác động tới chiều tăng gồm có Vinhome, VIX, VB Bank, VRE, Techcom, HCM, SSI và VCI. Chủ giảm thì có Vinamilk, Masan, FPT, Vietcom, PNG, CTG, BID và HVN. Về nước ngoài thì hôm nay bán ròng 389,74 tỷ, tập trung bán HPG, Hoa Sen, VP Bank, VPD. Chỉ mua có mua HCM, FPT, VCI, chứng chỉ quỹ ha. Và em nhớ không lầm là mua lại vào cuối phiên đó. Thì đỉnh cao nhất của nó bán khoảng hơn 500 tỷ, nhờ kết phiên thì có mua lại, mua đầu đấy hơn 100 tỷ, khoảng 120 tỷ đó. Thì để một cái tích cực vào cuối phiên ha, mua trong ATC. Vì từ doanh thì hôm qua hôm thứ 6, hôm nay là đầu tuần ha, hôm thứ 6 thì bán 272 mua 272 tỷ. Về thanh khoản thì hôm nay có tăng nhẹ chút so với hôm qua, bởi vì cái phiên hôm nay là phiên đầu tiên giảm điểm và giảm ở đỉnh, nên là cái này chút nữa em sẽ phân tích cái vùng này cho anh chị em trong video này. Và anh chị em nhớ theo dõi những cái phần cuối của video này, em sẽ nhận định những cổ phiếu mà tăng giảm, mà có vấn đề gì trong video ngày hôm nay nhé, và cái hướng xử lý của mọi người ngày mai sẽ là ra làm sao. Thì về tổng quan, về index, về đồ thị kỹ thuật, thì về đồ thị kỹ thuật trong ngắn hạn H1 thì hiện tại index của mình đã phá vỡ cái đóng giới Kijun 1280. Thì cái vấn đề mà đóng ở giới Kijun này thì chúng ta cần xem xét xem ngày mai nó có lấy được lại cái Kijun này không, hay là nó sẽ đóng. Nhưng hiện tại bây giờ nếu mà để chỉnh sâu thì em đánh giá là không cao, bởi vì ở dưới này, cái vùng dưới này thì là một cái vùng mây rất là to ở dưới này, nên là anh chị em cũng không có nên quá hoang mang để mà sử nó chỉnh sâu đâu. Em đánh giá là giảm quanh 1260, 1265 là gần như là điểm mapping của nó. Còn nếu mà xảy ra một cái rủi ro nào đấy thì nó mới chỉnh sâu hơn như thế thôi. Mà nếu mà chỉnh sâu như thế thì em sẽ update lại tất cả mọi người trong room sau. Anh chị em nhớ follow trong room của em nhé. Đấy là về ngắn hạn. Còn về hôm ngày thì anh chị em thấy cái video mà hôm qua em có làm thì em bảo mọi người rằng là đoạn này mọi người tập trung volume cho em, quan sát thật kỹ cái volume nha. Nếu giả sử như mà index tăng vượt ngắn ba cũng được, nhưng mà với điều kiện là cái volume cái volume nó phải tăng đều lên, tăng đều lên ở đây, chứ nếu mà ở đây giá tăng nhưng mà volume đi ngang hoặc là volume đi xuống thì lúc đấy index của mình nó tương đối xấu, thì anh chị em phải cực kỳ lưu ý. Như hôm nay thì nó chỉnh ở đây thì vẫn đang là trong cái kịch bản này. Thế thì em có đưa ra cái kịch bản cho mọi người này vào lúc sáng ha. Nếu mà tích cực á, là em đây sẽ tích lũy thêm khoảng một tuần, sau đó break qua
1306 và tiến tới vùng ngã tư. Và cái hành động của anh chị em rằng là đây ha, em sẽ mở ra. Cái hành động của anh chị em nhà đầu tư đó là mua gom các cổ phiếu đối với những ai đang nắm quá nhiều tiền mặt. Khi break vượt đỉnh thì gia tăng thêm phần margin nếu muốn ha. Cái kịch bản tiêu cực là đầu tuần index sẽ mở gap tiềm cần luôn 1.300. Thì anh chị em thấy rằng là hôm nay cái đỉnh cao nhất của nó là quanh 1290, cách đâu có 10 điểm nữa thôi. Nhưng mà volume nó không tăng tương ứng, không tăng tương ứng nha anh chị nhá. Tức là index nó tăng mạnh nhưng đấy, nhưng mà cái volume nó bằng hoặc là nó thậm chí nó thấp hơn. Thì như thế chứng tỏ là cái lực cầu chấp nhận mua giá cao thì nó không còn nữa. Anh chị em phải lưu ý, thậm chí là quay lại chốt lãi ngắn hạn ha. Thì không tăng tương ứng thì thậm chí volume có dấu hiệu giảm, cho giảm khi điểm số tăng này. Thì hành động của anh chị là nếu giá tăng mà volume không có tăng tương ứng thì anh chị em cân nhắc chốt lời cổ phiếu khi index tiềm cần quanh vùng 1.300, vì lực cầu nó không có chấp nhận mua giá cao hơn. Anh chị em thấy cái nhận định hay này thì nhớ join vào room để nhận những cái nhận định thị trường hàng ngày của em Phú nhá. Và em có nốt lại ở đây là đầu tuần khả năng cao index sẽ mở gap tăng bởi hiệu ứng của thị trường thế giới cuối tuần sau bài phát biểu của chủ tịch Fed. Trong cái thời gian vừa rồi thì room em mua cũng tương đối nhiều hàng rồi, nên là nếu đầu tuần mở gap tăng thì không nên mổ đua các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua nha anh chị nha. Em nhấn mạnh rằng là trong thời gian vừa rồi room đã mua khá nhiều, nên nếu đầu tuần mở gap tăng thì không nên mổ đua các cổ phiếu đã tăng mạnh. Nếu có mua thì chỉ mua các cổ phiếu đang ở nền nha, có điểm mua cắt lót an toàn. Và mọi người có thể lưu ý là cái video mà em làm ngày hôm qua đó, đó là cái nhận định, cái nhận định về thị trường của em trong cái tuần cuối tháng 8 này. Còn một cái, một đây là em chat riêng với một cái khách hàng với một cái khách hàng cũng thân thiết, đó là có trao đổi thì chỉ có hỏi cái vấn đề là nếu mà ngày mai mở gap thì làm sao, và có khả năng là mở gap hay không. Thì em bảo là xác suất cao là sẽ mở gap, và nếu mở gap thì em nghĩ là không nên buổi đua ha. Nếu mở gap nhé, nếu mở gap thì không nên buổi đua, và phải đánh giá xem lại như thế nào đã, chứ sở dính chỉnh ngắn hạn nhá, chính chỉnh ngắn hạn này em nhắn đi nhắn lại này, chính chỉnh ngắn hạn này. Và em tung cái team em thì gần như là mua hôm thứ sáu, gần như là mua cũng tương đối rồi, nên là không mà hôm thứ sáu thì bọn em cũng chỉ mua những cổ phiếu ở nền thôi, chứ không đu những cổ phiếu cao như mấy con bất động sản Dick Shell rồi Phát Đạt, Novaland này kia ha. Bọn em không có dám đu những cổ phiếu cao như thế. Nên là ngày mai, tức là hôm nay này ha, có quyền ngồi yên này, xem người ta làm gì này. Và có nhắn là lúc mà họ ngồi yên á thì mình mua. Nha anh chị nhớ nha, lúc mà họ ngồi yên thì mình mua. Ngồi yên thì mình mua này. Mà lúc họ đua, họ đua là mình ngồi xem. Nhưng hôm nay là bọn em ngồi ngoài này. Chỉ những anh chị nào mà chưa có hàng thì em mới gửi những cổ phiếu mà nó đang ở nền thôi. Đang ở nền tức là nó gần giao găm hoặc là một cái nền tích lũy của nó 4 5 phiên một tuần gì đó, thì em mới cho mua những cổ phiếu như thế. Còn ngoài ra là em không có cho mua nữa. Thì chị mới bảo là chiến thuật hay này không, đó mới là điểm biết chọn thời điểm này đó. Thì nếu mà anh chị thấy cái này hợp lý thì nhớ ha, nhớ quét cái mã QR code hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại là 0964917494 ha, để về với đội của em. Thì còn index ạ, thì index giai đoạn này đối với em nha, đối với em thì nên tích lũy lại, nên tích lũy lại ở một cái biên nhất định nào đấy. Chứ không có nên là tăng một mạch đâu. Tăng một mạch thì hôm qua em có nói rằng là nếu mà nó tăng lên 1.300 thì những cái vùng ở trên này này, vùng cung ở trên này nó sẽ bán ra, và cái vùng cầu ở dưới này bắt đáy thì lên đây họ sẽ chốt lãi, bởi vì nó tăng hơn 100 điểm rồi. Thì anh chị em không có nên bồi đua ở cái giai đoạn này. Đó là cái lý do mà hôm nay bọn em đứng ngoài. Nên là cái thị trường nó biến động như này thì cũng không có vấn đề gì ha. Và cái đặc biệt hôm nay là anh chị thấy ở trên thông nêu rằng là hỏi nhà Vin tăng. Hỏi nhà Vin tăng thì chúng ta có quăng dép hay không? Bởi vì rất nhiều, nếu mà anh chị em nào chơi ở trên thị trường khi mà hỏi Vin tăng thì thị trường nó thường hay có biến. Và nếu mà kết hợp cả thông tin ngày hôm qua em chia sẻ đó là chuẩn bị vào ngày lễ mùa 29 thì anh chị em có xu hướng là hạ margin, bán bớt cổ phiếu. Thì cái giai đoạn này em đánh giá là khả năng cao là nó sẽ tích lũy lại một cái biên nhất định nào đấy ha, một cái biên nhất định nào đấy. Em vẫn đánh giá là quanh vùng 1260 cho đến
cái bên trên là 1290, quanh 30 điểm đấy thì nó sẽ tích lũy lại ở đấy, sau đấy nó sẽ break thì nó trung lực nó mạnh hơn. Thì anh chị em không có nên vội đua khi mà nó mở gap nó tăng cao như này và xuống dưới này thì anh chị không nên bán ha. Xuống dưới này thì anh chị không nên bán nữa. Tức là xuống dưới thì không không có bán hoảng, mà lên trên thì không có mua, bởi vì lên trên cái là cái chỉ số hưng phấn này này, buổi sáng là mở gap nghĩa là nó chạm hưng phấn, thì bây giờ nó cần đi ngang tích lũy ở đây, tích lũy ở đây để cho cái chỉ số hưng phấn nó hạ nhiệt xuống, cho nó hạ nhiệt xuống ở đây, rồi sau đấy nó sẽ break, tạo cái cấu trúc break out, break down thì nó sẽ hợp lý hơn mà nó vượt ngắn ba bền vững hơn. Là về index của mình, còn em đi nhanh qua các cổ phiếu ngày hôm nay, bởi vì hôm nay thì thị trường cũng anh chị em nào mà đua mua thì mới chờ thôi, còn những cái anh chị em nào mà follow theo các kịch bản của em hoặc là trong room em thì cũng không có gì, không có gì để bàn, bởi vì cổ phiếu cũng đã mua hết rồi, anh chị em cứ nằm yên thôi. Cái cổ phiếu trước tiên ha, trước tiên là phải nói đến Hỏa Nhà Vin hôm nay tăng, thì chúng ta phải đi qua VHM. Thì VHM anh em thấy là nó khi mà nó tạo được đáy một đây, đáy một ở đây, và đáy hai ở đây ha, đáy hai ở đây, thì anh chị em thấy rằng là kể từ đáy hai thì nó cũng đã tăng tương đối là tốt đối với cổ phiếu nhà Hòa Vin, tăng đến hơn 11%. Thế cái cản tiếp theo của nó là ở cái vùng giá 41,6 ha. Vinhome mà có cản cản ở vùng 41,6 nha anh chị nha. Thì anh chị em lưu ý. Anh chị em lưu ý đối với Vinhome nha, ai đang nắm Vinhome thì canh cản này, canh cản 41,6 thì có thể xem xét chốt lời đối với Vinhome, vì hai kiếm nó cách xa nhau như này thì khả năng cao là nó cần phải tích lũy lại, nhưng mà nó tăng thì nó có thể tăng chậm thôi, nhưng mà không có tăng nhanh được đâu, và chỉ số hưng phấn nó đang hưng phấn này, nên là lên đến 41,6 41,7 thì anh chị em xem xét chốt lời. Còn VIX VIX thì nó chưa có tăng được nhiều, và cái cản của nó thì tương đối lên đây thì có giao găm này, có mây này kia ha. Thì anh chị em cầm, nếu đang cầm VIX thì có thể lên 42,7, anh chị em chốt lãi con này, nếu mà bắt được đáy ở dưới này, con này nó không có đi được xa ha, 42,7 thì anh chị em nhớ chốt lời. Về VRE thì nó không phải Vinhome, hỏi Vinhome nữa, nhưng mà thường thường thì nó có cái hiệu ứng đấy ha. Thì riêng VRE thì hiện tại nó đã phá vỡ được cái trend giá giảm này, cái kênh giá này, thì cái kênh giá tiếp theo thì mọi người có thể kỳ vọng đó là cái kênh giá này. Thì con này anh chị em nào đang cầm hàng thì có thể cầm được, nhưng mà nếu mà nó quay lại nó mất 19,4 á, anh chị em nhớ thực hiện hóa lợi nhuận, còn nếu mà không thì anh chị em có thể cầm xa hơn chút, con này có thể cầm xa hơn chút. Trước mắt là nếu mà đi lên đây thì nó sẽ lên lại được 21,7 21,8. Còn nếu ngược lại ha, còn nếu ngược lại mà nó quay xuống dưới này nó mất thì anh chị em phải nhớ chặn lại nha. Anh chị em lưu ý Vinhome nhớ chặn lại, chặn lại ở ngay quanh 19,4 cái điểm em cho ha, nếu mà mất 19,4 này anh chị em nhớ chặn lại. Đó là về Vinhome, các cổ phiếu Hỏa Nhà Vin ngày hôm nay. Khi mà thị trường các cổ phiếu nhà Hỏa Vin tăng thì anh chị em thấy là thường thường ha, thường thường là thị trường nó phản ứng hơi tiêu cực. Thì cũng một phần góp tạo thành cái lý do để hôm nay index nó giảm ha. Và em nhắc đi nhắc lại là index đoạn này giảm là tích cực nha, giảm là tích cực, anh chị em nếu mà ai đu thì mới dính cái đỉnh ngắn hạn thôi, đỉnh ngắn hạn của nó, và đoạn này vẫn chỉnh là mua nha anh chị nhá, vẫn cái chỉnh là mua. Cái câu slogan đoạn này là chỉnh là mua, anh chị em nhớ nhá. Em ghi ở đây chỉnh là mua này. Em viết hoa ha. Là mua. Nhớ chỉnh là mua nhé. Chúng ta đoạn này chỉnh là mua, anh chị em nhớ. Chứ chỉnh thì anh chị em không có sợ nữa. Giai đoạn vừa rồi thì cứ đua, anh chị cứ hỏi đua 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 xanh, em bảo là cứ chờ chỉnh đi, hôm nay nó chỉnh rồi này thì anh chị em cố gắng liên hệ với em để hỏi mua những các cổ phiếu nào mà đang về để mua đẹp nhé. Cái list em đã cho sẵn các anh chị trong room khách hàng rồi. Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là hôm nay có một cái dòng dòng bán lẻ ha, dòng bán lẻ hôm nay giảm
tương đối là mạnh, trong đó đặc biệt là có P&G, HRX và Masan, Vinamilk ha. Để chúng ta đi qua xem những cổ phiếu đấy như thế nào. Vì trước tiên là P&G thì theo thông tin thì ngày mai là cái ngày giao dịch bổ sung. Ngày giao dịch bổ sung thì có thể là các anh chị sở cái hàng bổ sung đấy về này kia thì bán, cũng là một lý do. Hai nữa là cái không biết là trong công ty nó xuất hiện cái gì hay không, hôm nay bán volume rất là lớn luôn ha, lớn hơn cả cái hôm hôm breakdown này, bán đóng cửa nhất phiên trong ATC, thì thậm chí còn bán thêm trong ATC nữa ha, ATC bán đến 2% trong ATC luôn. Thì PNG này, nếu nó là một cái sell out thì ngày mai nó phải lập tức nó tăng quay trở lại và nó gần như nó phủ đỉnh cái cây ngày hôm nay, thì nó chính là một phiên sell out chính hạn. Bởi vì khi mà nó tăng lên nha này, anh chị hỏi mua rất là nhiều, thì khi nó chạm về chỉnh về đây thì anh chị hoàn toàn có thể xem xét. Nếu anh chị nào mà chưa có hàng mà cảm thấy con cổ phiếu này nó còn khỏe vậy và liều thì có thể mua được ngay cái giá quanh 102 này ha, quanh 102, 101 cho đến 102 này, anh chị hoàn toàn có thể mua được với PNG. Nó về ngay hỗ trợ 200K H1 và mây ha, có mây đỡ rồi. Thì cùng ngày thì ngay về Kijun ha, hai kiếm hai dao ở đây luôn. Cùng tuần thì cũng chuẩn bị tiềm cần về cái TK Kijun tuần. Thì nếu mà ngày mai nó trở lại nó làm một cái nến xanh ở đây, nó làm ngược một một cây nến xanh ở đây thì nó chính là một phiên sách chào của con cổ phiếu này. Anh chị em cũng cần quan sát thêm vào phiên ngày mai nha, chúng ta không có nên quá hoảng loạn đâu. Biết đâu ngày mai nó lại làm cây ngược như này thì nhưng anh chị em hôm nay bán thì có khi là bị bán hớ. Còn nếu mà ngày mai mà nó quay lại nó mất giao găm luôn thì anh chị em bắt buộc phải cắt lỗ. Cắt lỗ không có điều kiện, không 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 có nhưng nhỉ hết, có thể là nội tại của công ty nó đang có vấn đề và hôm nay có khi chỉ là một cây bull trap này gì đấy ha. Nếu mà nó xảy ra cái tình trạng này thì nó xuất hiện cái Eastland Reversal. Sáng nó mở gap và nó giảm, có khi là đây là một cái bull. Đây là một cái vấn đề của cổ phiếu PNG này, anh chị em phải lưu ý, phiên ngày mai. Ngoài ra còn có Masan ha, thì Masan thì đây, Masan thì khi mà nó tiềm cận ở cái này, em hôm qua em cũng cũng có nói ha. Khi mà nó tiềm cận về cái kênh giá này, cái đỉnh đây và đỉnh đây, thì bây giờ nó chỉnh lại, thì nếu mà con này nó về quanh vùng 75.2 thì chị em nào đánh trung dài hạn thì hoàn toàn có thể mua. Đối với Masan nha, đối với Masan về 75.2 thì anh chị hoàn toàn có thể mua. Đối với Masan, còn Vinamilk, Vinamilk thì anh chị canh chỉnh về quanh vùng 72.35, anh chị có thể gia tăng. Nếu mà anh chị em nào đã nắm hàng ở dưới thì về 72.5, 72.35 nha, 72.35 anh chị hoàn toàn có thể mua. Đối với Vinamilk, anh chị em mua ha, nhớ nha, 72.35 gì đấy anh chị mua. Còn ngoài ra còn có HRX, HRX thì ấy thì nếu mà con này chỉnh về mà tạo thành cái cắt tay cầm ha, anh em lưu ý này. Con này khả năng cao là nó sẽ tạo được cái cắt tay cầm ở đây. Đây cũng là một cái điều mà anh chị em nên theo dõi, biết đâu đi như này không. Thì anh chị em hoàn toàn kỳ vọng, nếu mà nó tạo đáy ở đây thì anh chị em về đến vùng 16.5 này, vùng 16.5 thì anh chị em xem xét mua trước một phần. Và nếu mà khi mà nó xác nhận nó tạo cái cắt tay cầm á, thì nó break qua đây ha, nó break qua đây thì anh chị em sẽ mua ở ngay cái điểm trên, break qua đây ha, sau đây test lại, thì anh chị em sẽ có một điểm mua nữa lên đây. Đối với HRX nha, anh chị em lưu ý. Thì em điểm qua chút về ngành bán lẻ, hôm nay thì chỗ bán lẻ là giảm mạnh thôi. Còn các ngành khác thì cũng bình thường. Còn chiều tích cực thì có HCM. HCM hôm nay như có thông tin gì đấy tốt, anh chị em nếu biết thông tin đấy thì comment ở phần dưới bình luận nha, để mọi người cùng biết và tham khảo với nhau. Thì hôm nay HCM tăng đến hơn 3%, và khả năng cao nếu ngày mai mà khỏe nữa thì sẽ vượt luôn qua giá 30, và khi mà nếu vượt giá 30 thì hai dao hai kiếm nó sẽ đi lên. Hai dao hai kiếm nó sẽ đi lên, nó tạo cái xung lực tăng tương đối, mặc dù là hai kiếm nó cách xa nhau thì cái xung lực nó tăng không thể nào tăng nhanh tăng mạnh được, nó có thể là tăng
yếu hơn chút, vừa tăng vừa tích lũy. Nhưng mà nếu mà nó vượt được 30 á, thì cái hai cái giao găm nó cũng đi lên á, thì nó tạo được cái động lực tăng bền bỉ hơn đối với cổ phiếu HCM. Con này thì tăng từ đáy là gần như không nghỉ ha, tăng từ đáy thì lên bây giờ đã lên 28 gần 30% rồi. Thì hôm nay volume to, hôm qua cũng volume to, và hôm nay em để ý rằng là nó lên quanh vùng 29 30 này, thì nó bị bán ngược xuống mà cuối phiên nó vẫn chấp nhận mua cao và nó đẩy giá lên này, chứng tỏ là cái tạo lập người ta vẫn quyết tâm người ta đánh con này. Thì có thể thời gian tới là nếu mà nó chỉnh con này thì anh gì con này chỉnh thì anh chị có thể xem xét mua vào. Về ngành banh thì chúng ta đi qua một chút ha, bởi vì hiện tại bây giờ các anh chị cũng đang ngắm banh. Thì hôm nay có CTG giảm này, năm NAB ha, NAB thì không biết vấn đề gì nhưng mà hôm thì bọn em mua là mua quanh giá 16 này, quanh giá 16 thì hôm nay thậm chí có những điểm nó về đến 15.8 luôn, về ngay khách sạn luôn này. IG khách sạn của IG nó vẫn là một cái gì đấy ghê gớm không. Về ngay khách sạn 15.8 này thì nó rút chân lên vẫn đóng là 16.35. Thì con này nếu mà nó xác nhận là đi ở cái biên này thì thời gian tới nó sẽ sideways ở đây rồi nó đi lên, biết đâu nó lại tạo một cái nền ở đây rồi. Thì bây giờ nó lại tạo tiếp một cái nền ở đây nữa đúng không? Nó tạo một cái nền ở đây nữa thì nó lại đi tiếp tục, nó đi lên tiếp. Thì anh chị em có thể nếu đánh ngắn thì đánh mua dưới này rồi lên trên này bán, sau đấy này nếu mà break đi lên giống đoạn này thì tiếp tục hold, còn nếu mà không lên đây mà nó bị bán ngược thì chúng ta bán chờ mua ở lại bên dưới. Tiếp theo là CTG ha. CTG thì nó vẫn đang tăng tương đối tốt thời gian vừa rồi, thì hôm nay nó có một phiên điều chỉnh như này thì vẫn là bình thường thôi, nhưng chưa có vấn đề gì đâu. Nó tăng miệt mài hơn 10% rồi, thì bây giờ cho nó nghỉ một hai hôm thì anh chị chờ, anh chị chờ nếu mà nó quay trở lại ở phía dưới này, quanh vùng 34, quanh 33 năm cho đến 34 thì anh chị em hoàn toàn có thể mở mua đối với CTG được nhé. Chúng ta anh chị em nào đang nắm hàng mà chịu được cái rung lắc ngắn hạn 2-3% thì hoàn toàn có thể nắm tiếp. BID, BID thì vẫn đang là vùng mua tích lũy 4 phiên rồi, những lúc tích lũy mà giảm như này thì anh chị em mua yên tâm mua ha. 49.85 này, 49.85 kia nó về giao găm này thì anh chị em mua ha. Khi nó mất giao găm thì quay lại test thì chúng ta cắt lỗ, còn hiện tại bây giờ vẫn cứ quanh 49.85 này, anh chị em hoàn toàn có thể mua. Và hôm nay thì các ngành khác thì em cũng không có khuyến nghị nhiều. Như thép thì có VGS để khỏe, nhưng mà cuối phiên này đóng về tham chiếu thì con này nó vẫn chưa có vi phạm gì cả, vẫn nó vẫn đóng ở trên giao găm này. Nếu mà khỏe thì thời gian tới nó sẽ đóng lên, hôm nay thì nó chỉnh về đến hai kiếm giờ thôi. Thì nó nằm ở trên này thì gần như xác suất cao là nó sẽ vượt qua được cái mây này, nó đừng cứ gãy ngược lại 36.9 là được. Hơn nữa là nó đang tiềm gần ngay cái vùng EMA, cái mũi tên này em vẽ là lâu rồi, vẽ từ cái giai đoạn này, vẽ từ giai đoạn này thì bây giờ nó đang đi đúng như thế này á, thì chúng ta cứ follow theo, ít nhất là kỳ vọng về đỉnh cũ của nó quanh vùng 41 42 VGS. Còn những con HPG thì vẫn đang trong quá trình tạo đáy của nó ha. Nếu đây là đáy 1, đây là đáy 2. Nếu đây là đáy 1 ha. Và đây là đáy 2 thì thời gian tới nó có thể nó swing ở đáy ít hôm thì nó break lên là có nhá, là có. Khi mà khung tuần nó sẽ mở khách sạn ra và 69 này. Thì tuần sau nữa HPG nó sẽ mở khách sạn, tuần thì có thể là tuần này nó đi ngang thì tuần sau nữa nó sẽ mở khách sạn. Vì hoa sen thì đối với em thì cứ cứ loanh quanh cái vùng giá khoảng 20 cho đến 21 vẫn là cái vùng mua của nó, 20 cho đến 21 vẫn đang là vùng mua của nó. Và nếu mà ấy thì con này em dự đoán là nó hình thành cái vai đầu vai ngược ha, vai đầu nó đang thành cái vai trái vai phải, và hiện tại bây giờ cái cho đi mọi người, nó hình thành được cái vai trái này, cái đầu và cái hiện tại đang hình thành cái vai phải. Nếu mà hình thành cái vai phải ở đây ha thì nó sẽ đi lên thời gian tới, ít nhất là sẽ tiềm cận cái vùng cản của nó ở đây quanh cái vùng giá 22. Nên là anh chị em nếu mà mua được 20-21 mà đánh ngắn hạn thì có mức chênh lời khoảng 8-9%. Đó là với hoa sen. Vì NKG, NKG thì cũng giống như Hòa Phát với Nam Kim thôi, nó nếu mà tạo được đáy hai ở đây rồi thì yên tâm ha, là thời gian tới nó sẽ tiềm cận cái vùng của 23.5. Thì em xin tổng hợp qua một chút về thị trường ngày hôm nay. Anh chị em lưu ý rằng là đoạn này chỉnh là mua nhé anh chị em nhé, nhớ cái câu slogan đoạn này là chỉnh là mua, chỉnh là mua. Còn nó tăng nó mở gap lên thì anh chị em không có đua nha,
chị em nhớ là không có đua, nên là canh ha, canh chỉnh là mua nha anh chị em nhớ. Thì phiên video hôm nay em cũng làm ngắn như này, tổng hợp cho tất cả mọi người về cái thị trường này. Anh chị em chưa có người đồng hành có thể quét mã QR code ở trên màn hình để join vào room của em. Em đang mở tín hiệu free cho tất cả mọi người. Giai đoạn này cố gắng đưa các anh chị về bờ và kiếm lãi sau. Thì thời gian tới nếu mà ấy thì em sẽ đóng room, anh chị em tranh thủ. Còn còn nếu mà muốn về với đội của em thấy tín hiệu tốt thì có thể mở tài khoản SSI theo ID là Y610018 ha, để về với đội của em. Xin chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Bye bye mọi người.